ghép sim iPhone 7 chắc phone nha nè. iOS 13.3 nè. Anh chưa quay mà. Đang quay đây. Ghép sim mobile nha. Đang sim ghép rồi nè. Ghép ở chế độ auto nha, ghép EMD sóng nó yếu hơn. Kiểm tra 4G nha. Này nó chưa có 4G này. Tắt là đen cái. Tắt chuyển nguồn dữ liệu. Bấm được lock một cái thôi. Cái con khó lắm. Hồi trước là máy tiền khác nó ghép cái con được, nó mới cái mới được đây này cũng tuần thôi. Rồi mình thấy cái cứng sóng nha, mình bật chờ xíu. Nó lên rồi này, mình bật là tài tài xí nó nhảy sóng một cái này nè. Xem bật lại tay này lên. Cho mình đã thử xem việc test hay sao nha.
cũng làm lại vậy nha. Cái phone nó khó lên 3G một chút. Bật dữ liệu động tắt LTE, tắt chuyển vùng dữ liệu, bấm reload một cái thôi, còn nó tì thôi. Khấu nha em. Em bán nhiêu em? Em thu vô được nhiêu? Máy lắp à? Máy quốc tế. Cứng sáng rồi đấy, chuyển quần lại, đó là tè này, mình ngồi qua, các bạn đỡ xài mà bán cô, bạn đỡ xài mà bán, dư hả? 600. Ừ. Ủa sim này có tiền không? Sim không có tiền. Mobi có tiền. Ủa sim đó có tiền. Mới nạp 50 mà. Ai biết, thử thử. Em biết số không? 0967 221664. Chín sáu bảy hai hai một sáu sáu bốn. Rồi em ơi. Máy mất bật. Máy mất bật. Mấy phần 6 lên tháo ra em cái tài lề đó. Số 7221 số số 4. Rồi nhận cuộc gọi hợp phà. Techpoint anh em kiểm tra lại nha. Ghép bằng sim Renew nha. Renew 1.4. Rồi Techpoint nè. À, chào anh em, chúc vui.